Sau trận đội tuyển nữ Việt Nam thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-9, huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận định rằng tinh thần cố gắng của đội rất cao, nhưng điểm yếu của họ vẫn là thiếu sự giao tiếp đủ trên sân và kém chuyên môn so với đối thủ. Ông cũng chia sẻ rằng trong hiệp 2, ông đã thử nghiệm đội hình bằng cách đưa các cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm ra sân. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thời gian điều chỉnh và tập luyện trước khi tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023, trong đó trận ra quân sẽ gặp đương kim vô địch Mỹ. Trong tin chuyển nhượng, Arsenal đã hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ Jarrion Timber từ Ajax Amsterdam với giá 40 triệu bảng Anh. Jarrion Timber sẽ gia nhập Arsenal với bản hợp đồng 5 năm và sẽ mang đến lựa chọn thêm cho hàng phòng ngự của đội. Huấn luyện viên Erik ten Hag đã tiết lộ rằng việc lựa chọn đội trưởng mới của MU không phụ thuộc vào sự tín nhiệm của các cầu thủ, trong khi đội trưởng Harry Maguire có ít lần ra sân ở mùa giải trước. Thông tin mới cho biết Chelsea đang quan tâm đến việc mua Neymar từ PSG và tiền vệ trẻ Ryan Cherki từ Lyon. Tuy nhiên, PSG đã bị từ chối khi đề nghị chiêu mộ Bernardo Silva từ Manchester City. Trong khi đó, huấn luyện viên Luis Enrique muốn PSG ký hợp đồng với thủ thành Thibaut Courtois của Real Madrid để thay thế người đi.